Có cây cầu mới anh cảm thấy sao, có vui không? Vui vui nhưng mà có phà đi là buồn hả? Không có phà đi buồn. Không có phà đi là buồn nè, sao? Như đó giờ đi phà quen hả? Cũng có anh là cảm nhận được là từ đó giờ mấy chục năm đã từng đi phà rồi, đi quen rồi. Cha sanh mẹ đẻ mình có đi phà rồi. Hôm nay có cầu thì cũng vui, nhưng mà không được đi phà nó buồn á. Cầu im hơn á. Ai cũng nói câu này á. Rồi chúc chị vui vẻ nha. Em, hai em ở đâu? Gần đây không? Dạ, ở dưới đây hả? Mé bên Tân Châu hả? Dạ. Khúc bên đây là Tân Châu hả ta? Tân Lan Nhân Vàng rồi đó. Đây là Phú Hiệp. Phú Hiệp, Phú Tân rồi. Dạ đúng rồi. Ở dưới là Phú Tân. Rồi, hai em ở đây luôn. Dạ. Kênh anh tên gì? Kênh anh tên An Giang Lê Thanh. Dạ. An Giang Lê Thanh. Hôm nay anh cũng biết là cây cầu Châu Đốc được thông xe là hôm nay ngày thứ hai rồi, anh lên đây quay cho bà con gần xa để giống như là chia vui với dân bà con ở đây khi có cây cầu mừng vui đó. Mà em cảm thấy vui không? Có thấy vui vui không? Hầu như ai cũng nói câu này ha. Chú ra sông dễ hơn cái lúc mà đi phà. Dạ, xin chào quý bà con và khán giả đang trở lại kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh đứng trên giữa cầu Châu Đốc qua thị xã Tân Châu. Thì hôm nay là ngày thứ hai được thông xe đó bà con và khán giả. Ở đây là gọi là sông Hậu đó. Ở phía sau lưng của mình là hướng mặt trời mọc, mặt trời lặn nè khán giả. Được ngắm hoàng hôn, và bên cạnh đó thì ở phía bên đó thì có phà Châu Giang. Hiện giờ cũng vẫn còn đang hoạt động, tới bữa năm tây sẽ ngưng. Mà hiện bây giờ ở trên cầu thì rất là đông bà con đó. Thì hôm qua là cái ngày đầu tiên thông cầu đã đông rồi. Hôm nay ngày thứ hai vẫn đông như ngày hôm qua. Thì giờ này còn nắng cho nên bà con cũng ít có lên đây đó chút xíu nữa ha. Là mát mát rồi là ở đây rất là đông. Tối xuống là đèn rất là đẹp đó, để mình quay sơ sơ cho khán giả xem nha. Đây. Thì bà con đứng trên cầu rất là nhiều để chiêm ngưỡng một cái cây cầu rất là lớn lần đầu tiên ở tại thành phố Châu Đốc đó khán giả. Cái cầu này thì hiện giờ có 4 làn đường. Ở trong phía mình đi là chạy xe Honda, còn ngoài kia là xe lớn. Thì hôm nay chào anh. Đó, thì có nhiều anh em YouTube đến đây để quay phim, để chia sẻ cho bà con khắp nơi biết là ở thành phố Châu Đốc có một cây cầu rất là lớn. Được thông xe hôm nay là ngày thứ hai rồi. Bà con cũng đến đây rất là đông nha. Cây cầu rất là vững chắc luôn. Xe lớn chạy không thấy rung rinh luôn á. Mình sẽ đi quay sơ cái này. Khoảng một chút xíu nữa, khoảng hơn nửa tiếng thôi là hướng này là có mặt trăng. Mặt trăng sẽ lú dạng lên, tại hôm nay là ngày 16 rồi. 16 trăng tròn đó khán giả. Quá nhiều luôn. Rồi chút xíu nữa có lẽ là mình đi lên cái chỗ phà Châu Giang. Thì hướng mặt trời lặn nè. Khán giả đứng đây là ngắm được cảnh hoàng hôn luôn nha. Hoàng hôn xuống đó. Đứng đây sẽ ngắm được cảnh hoàng hôn và được thấy được cảnh núi Sam trên đó luôn đó. Thì phía đằng kia thì bà con cứ chạy ngang đây ngừng lại để chiêm ngưỡng cây cầu đẹp như vậy. Mà hôm nay là ngày thứ hai đó khán giả, nhưng bà con còn rất là đông. Có lẽ là vài ngày tới cho tính 30 tháng 4 bà con đi trên đường này đó thì ngừng lại để xem đó. Không mấy chú quay phim lại làm kỷ niệm hả chú? Đó nào, chú quay phim làm kỷ niệm luôn, mình cũng quay phim làm kỷ niệm luôn. Tối chút xíu xuống là ở đây đèn rất là sáng. Khi bà con lên cây cầu này cũng chạy chậm chậm lại đó để nhìn. Phải nói là cái niềm vui, niềm phấn khởi của bà con dân địa phương ở đây, ai cũng vui và phấn khởi. Và cũng có nhiều bà con ở xa nghe nói cây cầu Châu Đốc được thông xe đó, và cũng rủ nhau để đi lên đây để xem, cũng như là chia vui
vui vui cùng với bà con hai bên mé sông được đi cầu rồi. Kia đông nha bà con. Thì thường thường bà con và khán giả hay lên nửa cầu đó chỗ. Đúng, mình tên gì vậy? Dạ em tên An Giang Lê Thanh. Mình ở đâu đi lại đây anh, gần đây không? Ở đây Cái Bàn. Ở Cái Bàn hả? Có cây cầu mới anh cảm thấy sao, có vui không? Vui. Nhưng mà cái nhà đi là buồn. Hả? Không có phà đi buồn. Không có phà đi là buồn nè sao? Như đó giờ đi phà quen hả? Cũng có anh là cảm nhận được là từ đó giờ mấy chục năm đã từng đi phà rồi, đi quen rồi. Cha sanh mẹ đẻ mình có đi phà rồi. Hôm nay có cầu thì cũng vui, nhưng mà không được đi phà nó buồn á. Không sao, ví dụ mình đi cũng có nhiều nơi khác cũng có phà đó, rồi lâu lâu mình cũng đi. Nhưng mà có cây cầu rất là tiện lợi ha. Thứ nhất là mình đi nó mau nè, không tốn tiền nữa, cũng vậy cũng niềm vui của bà con. Anh lên đây để ngắm cảnh nha khán giả. Rồi cảm ơn anh nha. Có những anh chị em lên đây buôn bán đó, buôn bán được lắm. Tại vì khi mà đi mệt nè, đỡ đâu mua chai nước uống. Để mình đi khách lại đây quay cho khán giả xem. Đây là ngắm cảnh hoàng hôn luôn. Quá đẹp luôn. Đậu ở đây mát nha, dạ. Buổi chiều này nắng nhiệt độ hạ xuống rồi, ở trên đây có gió đó, rất là mát. Hầu như là anh thấy ai mà có điện thoại cũng móc ra để chụp hình quay phim lại làm kỷ niệm khi mà được lên cầu Châu Đốc. Cầu Châu Đốc lần đầu tiên có tại Châu Đốc. Mình sẽ đi qua phía bên kia. Cái này thì đi hướng à, sẽ qua lộ đi về phía bên kia. Cái xe đông quá không biết sao qua được. Mình sẽ qua phía bên đây nha. Sang sông. Bà con giờ này là đứng đông hơn lúc hồi nãy rồi nè, tại giờ này mát rồi đó, mà cho nên bà con đứng đông hơn lúc hồi nãy còn nắng quá, nhưng mà tối nay Lê Thanh nghĩ sẽ rất là đông hơn nữa. Tối trên đây mát mà sáng nữa, cái dáng đẹp lắm, được phía bên đây được trăng mọc, được ngắm trăng luôn. Chắc chiều thì ngắm mặt trời, tối thì ngắm trăng. Lên đây ăn ly đá bào là về là vui rồi đó, thấy không? Hai gì? Em gái này ăn trà sữa luôn, lên đây ngắm, vừa ngắm được xong cảnh đẹp mà được ăn uống khán giả. Gần là cũng có người bán cái này, người bán cái kia. Rồi, ai đói là có bánh bao ăn luôn. Rồi, cười lên chụp hình kìa, Đó, cười lên. Chào em, hai em ở đâu, gần đây không? Dạ, ở dưới đây hả, mé bên Tân Châu hả?
À, khúc bên đây là Tân Châu không ta? Xà Lan Nhân Vàng rồi đó. Đây là Phú Hiệp. À, Phú Hiệp Phú Tân rồi. Dạ, ở dưới là Phú Tân. À, hai em ở đây luôn. Dạ. À, kênh anh tên gì? À, kênh anh tên An Giang Lê Thanh. An Giang Lê Thanh. Hôm nay anh cũng biết là cây cầu Châu Đốc được thông xe là hôm nay ngày thứ hai rồi, anh đây quay cho bà con gần xa để giống như là chia vui với dân bà con ở đây khi có cây cầu mừng vui đó. Mà em cảm thấy vui không? Có thấy vui vui không? Hầu như ai cũng nói câu này ha. À, chú ra sông dễ hơn cái lúc mà đi phà, mà đặc biệt là không tốn tiền nữa nè. À, anh thấy có nhiều nơi các cây cầu lớn như phải có thu phí đó, nhưng mà không biết sao mà ở đây là không thu phí. À, chúc hai em vui vẻ nha. Thì hầu như ai cũng đậu đây thì cũng vui cho nó khán giả. Cho nên mình muốn chia sẻ cái niềm vui này đến các bạn khắp nơi khi mà xem được những đoạn video, những cái đoạn YouTube mà mình đăng lên kênh như thế này nè. Mấy em đây ngắm cầu hả, ngắm sông? À, ngắm cả hai à. Câu câu hỏi quá dễ ta. Sao tự nhiên mình đặt ra câu hỏi quá dễ? À, tức là mấy em ở gần đây không? Dạ, cũng gần đó. Gần đây ha. À, lên đây mấy lần rồi? Hôm qua lên, bữa nay lên nữa. À, hôm nay là ngày thứ hai rồi, các bạn cũng muốn lên đây tối rất là mát, rất là đẹp nghe khán giả. Có thể là tối nhìn hướng này là trăng lên nè, 16 trăng tròn là bữa nay nè. Đó, hoàng hôn rồi buổi chiều. Bởi vì có cái câu là chiều hoàng hôn tím cả dòng sông rõ ràng ha. Có cái bài hát là tại vì Lê Thanh quê nè, có cái câu là chiều hoàng hôn tím cả dòng sông. Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông, đò sang bên mới mà nhớ ai xót xa đông ca luôn. Này, không biết xe mình đậu ở đâu rồi khán giả ơi. Ồ, đây vui à. Càng ngày thấy càng đông nha. Tại vì khi mà mát trời đó bà con đến đây. Đây đông quá. Nhìn gì chị? Nhìn coi con sông nó sâu không hả? À, nhìn con sông nó có sâu không hả? Ừ. Rồi chị ta thấy sâu không? Cũng được. Cũng được ha. Sông đẹp quá, mát quá. Nhà chị gần đây không? Dưới này là dưới đất gì nữa rồi. Hả? Dưới đó. Nhà chị dưới đó hả? Ừ. À, thấy được có cây cầu ở Châu Đốc này, bắt ngang lên đây là để ngắm ngắm mặt trời hả, ngắm trăng. Không ngắm mặt trời mà cũng không ngắm trăng nữa, thì bắt cây cầu được rồi. Thôi không mà vui. Vui ha, vui lên đây đứng. Ủa à. Nhưng mà thường thường mình đi đò quen rồi, rồi mình đi cầu vậy mình có thấy vắng đò buồn không? Không buồn hả? À, mỗi người có ý kiến khác nhau, có anh kia nó vắng chiếc phà cũng buồn. Có nhiều người người ta có ý kiến là đôi khi ta cũng lớn tuổi rồi, ta đi buôn bán không có được thuận tiện lúc trước, cũng như là đi qua phà à. Thì không có lên cái dốc nghèo, còn giờ cầu lên dốc nhiều, những người già ta đi không nổi à. Cũng có ý kiến. Còn trẻ như mình nó bắt đầu hô có cầu cầm xe chạy mừng quá. Ừ. Như chị là gì? Cầu nó im hơn. Cầu im hơn nha. Ai cũng nói câu này á. Rồi chúc chị vui vẻ nha. Đó, thì dưới đó có bà con để làm nghề ăn cá đó khán giả. À, kêu bằng đẩy cầu cá đó. Ừ. Nhà chị ở gần đây hả? Đây nè. Dưới đó đó hả? Ờ, nhà chị trên cái đó Phú Hiệp hay là bên Tân Châu rồi? À, chúc chị vui vẻ nha. À. Sao đi bộ không đi xe? Xe đi con nhả xuống. Vậy đó hả? Đó, bà con đang kéo cá kìa. Để chút nữa mình coi có cá nhiều không ha. Đó, bà con đang kéo cá đó. Thu gần lại chưa? Đó. Chứ mình coi thử coi có cá nhiều không. Rồi phước vô trong rồi mình không quay được cái cảnh kéo cá lên nè. Thôi mình quay cảnh khác khán giả ơi. Rồi
con chị ngàn hello quá trời luôn. Này là mát rồi đó nha. Sẽ kiếm đường qua lộ tôi tiếp tục trở lại vị trí ban đầu. Rồi, xe đông quá. Rồi mình sẽ sang lộ tiếp tục trở lại vị trí ban đầu nha. Xe đông nhưng bà con đến đây chạy không có nhanh, thì chậm chậm nên ngắm cảnh luôn đó, nên bà con chạy không có đông. Quá trời luôn. Đây mình sẽ dài lại đằng đây đi. Có chú này chạy xe đạp nữa ha, chạy lên góc luôn. Chạy xe đạp lên góc luôn. Ờ, chào gia đình mình nha. Gia đình mình đến từ đâu? Gần đây không? Phú Tăng anh. Hòa Lạc Phú Tăng ha. Về thông cầu hôm qua rồi là hôm qua mình có lại đây không hay mình mới? Mình chỉ dành bữa nay đến đây để tham quan ha. Anh cho em hỏi cái cảm nhận anh như thế nào? Có vui không? Vui ạ. cái câu hỏi gọi là quề vốn nó hầu như ai đến đây là cũng phải vui hết. Mới đến đây ha. Rồi, hỏi cho vui thôi. Chúc gia đình mình vui vẻ nha. Thậm chí không phải là người ta mà lên đây là để ngắm cảnh nè. Thậm chí cái chị này dắt bé xinh xinh đến đây nè. Bé này tên gì chị? Hả? Kem hả? Chắc bé này thích ăn kem phải không? Bé cũng lên đây ngắm cầu nữa nè. Dễ thương quá. Thì khán giả ở hầu như là mình nghe nhiều người nói là vui bữa nay đi lên cầu Châu Đốc để chơi, hôm nay cầu Châu Đốc được thông xe đẹp lắm cho nên mình đi lên đây. Đây được ngắm cảnh hoàng hôn nha khán giả. Trời này đông rồi. Xin chào quý bà con và khán giả, thì nãy giờ Lê Thanh cũng có quay một đoạn video ở trên cầu Châu Đốc là hôm nay là ngày thứ hai được thông xe đó. Cho nên bà con vào buổi chiều trời rất là mát cũng tranh thủ đến đây để quay video để chia sẻ những cái nét đẹp của thành phố Châu Đốc khi có một cây cầu rất là lớn bắc qua sông, đó là từ Châu Đốc qua thị xã Tân Châu, thì sau này bà con cũng không phải đi chuyến phà nữa, thì bà con cũng rất là vui mừng. Thì bên cạnh đó cũng có những anh chị là có một cái suy nghĩ là mấy chục năm nay đã đi phà Châu Giang rồi. Hôm nay là không được đi phà Châu Giang nữa cũng nhớ. Cho nên thì Lê Thanh cũng quay cho khán giả xem những video như thế này. Thì khép lại video cũng xin kính chúc cho quý bà con, quý khán giả xem được video của Lê Thanh có thật nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Lê Thanh cũng xin chào, hẹn quý bà con những video tiếp theo ạ.